Khán giả tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Nhàn, 43 tuổi. Bạn Nhàn có hỏi rằng: Chào bác sĩ, tôi thỉnh thoảng bị đau tức ngực. Khi bị đau thì chỉ muốn chết quách cho xong. Cách đây khoảng nửa tháng có đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho đi điện tim và siêu âm tim. Kết quả sóng tê dẹt ở một số đạo trình, tôi không nhớ rõ ở đạo trình nào, và hở nhẹ van hai lá. Bác sĩ không giải thích kết quả này và cũng không cho đơn thuốc. Xin bác sĩ chỉ bảo giúp cách điều trị bệnh. Cảm ơn bác sĩ ạ. Khi mà mẹ mà đây là bệnh Nguyễn Thị Nhàn thì chắc chắn là nữ rồi. Vâng ạ, 43 tuổi. Và 43 tuổi. Thì 43 tuổi thì theo tôi, kinh nghiệm của tôi thì chắc là bệnh nhân vẫn còn kinh nguyệt. Có nghĩa là vẫn còn của phụ nữ đấy. Vâng. Thế mà nếu mà phụ nữ mà vẫn còn kinh nguyệt thì nó sẽ có tiết estrogen, và cái đấy là cái nội tiết tố nó bảo vệ cho bệnh tim mạch. Và hầu như là bệnh nhân là rất là ít ở cái tuổi này mà bị bệnh mạch vành. Thế thì bây giờ cái quan trọng nhất là bệnh nhân bị đau ngực như vậy, cái hở van tim nhẹ thì không ý nghĩa gì đâu, không phải điều trị gì cả. Nhưng vậy phải tìm bằng được cái nguyên nhân đau ngực này là cái gì, và cái nguyên nhân mệt này là cái gì. Và khi tìm ra nguyên nhân đấy, nó có thể là phổi, nó có thể là dạ dày, nó có thể là thần kinh, tức là cái gì đấy, thì mình phải đi khám. Thì chúng tôi mới còn cái biến đổi cái ST dẹt ấy, thì nữa hay có cái dương tính giả ở những phụ nữ trẻ đấy, cho nên bắt buộc phải làm các xét nghiệm chuyên khoa để chẩn đoán chắc chắn nó là cái gì, để chúng ta còn chữa. Vâng.